Mark One số 1 về Mark. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Thích Easy và channel của Mark One. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng anh em mổ xẻ một chiếc MacBook Pro 15 inch đời 2017 mà tôi đang có trên bàn đây. MacBook Pro 15 inch Class 3 2017 giữ nguyên thiết kế giống như năm ngoái. Ví dụ như là bàn phím siêu phẳng, touchbar lớn và chỉ có cổng kết nối USB Type-C. Về cấu hình, Apple MacBook Pro 2017 có touchbar mã MPTL2. Như anh em có thể thấy là màn hình Retina 15 inch 2880x1800px. Về CPU thì là Intel Core i7 7820HQ 2.8GHz. RAM thì là 16GB DDR3. Về đồ họa là Intel HD Graphics 630 2GB Radeon Pro 555. Về ổ cứng thì là 256GB SSD. Hạn chế về tùy chọn cấu hình MacBook Pro 15 inch 2017 đối với một số người dùng đó là không thể thay đổi tùy chọn dung lượng của RAM. Với 16GB RAM, một dung lượng không phải là nhỏ, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp vẫn muốn nâng cấp lên 32GB hoặc 64GB, giống với các mẫu iMac 21.5 inch hoặc 27 inch đều có khả năng tùy chọn RAM. Tiếp theo là về màn hình Retina sắc nét thì tôi sẽ cho anh em thấy ở đây. Đó. MacBook Pro Retina sở hữu màn hình Retina 2560x1600px, được cho là tốt nhất chưa từng có trên máy Mac từ trước đến nay, với đèn LED sáng và độ tương phản tăng, cung cấp màu đen hiển thị sâu hơn và màu trắng thì dường như sáng sáng hơn, do đó là cho màn hình hiển thị cực kỳ sắc nét và làm tươi tắn, đó là màu sắc thực tế, trung thực và lý tưởng để thiết kế cho dân đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh. Vâng, và về thanh cảm ứng của touchbar, cả hai máy tính sách tay MacBook Pro 13 inch và 15 inch vẫn có thanh cảm ứng OLED mở rộng trên đầu bàn phím, thay thế cho hàn phím chức năng cũ. Nó cho phép đăng nhập bằng dấu vân tay, truy cập tức thời vào điều khiển âm lượng và độ sáng, phiên bản Siri trên Mac OS và các tính năng cảm ứng đặc biệt cho các ứng dụng phần mềm khác nhau. Kích thước của touchbar trong các mẫu 13 inch và 15 inch có chiều rộng 2170px, cao 60px. Thanh cảm ứng touchbar trên MacBook Pro 15 inch 2017 bao gồm cảm biến vân tay, cảm ứng Touch ID và nút Siri. Touchbar là một tính năng mà một số anh em sẽ ưu thích, nhưng có những anh em khác hầu như sẽ không sử dụng. Có lẽ tính năng đọc dấu vân tay trên Touch ID tương tự cho iPhone, tăng giảm âm lượng, thao tác với trình duyệt web Safari sẽ được mọi người dùng tới. Tại lễ ra mắt cuối năm 2016, touchbar chỉ hỗ trợ giới hạn trong các ứng dụng của Apple được tích hợp trong macOS, thì nay nó đã cung cấp thêm một số công cụ cho bên thứ ba như cảm ứng với cảm ứng phổ biến như dịch vụ âm nhạc Spotify, một số thao tác điều khiển cho Photoshop. Điều đáng khen ở Apple là thời gian sử dụng pin lên tới 10 giờ. Với thời gian sử dụng lên tới 10 giờ, anh em có thể thoải mái xem phim, chơi game và chỉnh sửa dữ liệu bất kể khi nào, không cần lo lắng máy đột ngột hết pin giữa chừng. Đây là một điểm mạnh cho Apple khi mà pin của MacBook luôn là một thứ khiến nhiều chiếc máy Windows thực sự rất là ghen tị. Tiếp theo là về phần touchpad khổng lồ. Mặc dù touchpad có thể là tính năng bắt mắt nhất trên MacBook Pro, nhưng chúng ta cũng không thể quên chú ý tới là touchpad, Apple gọi nó là checkpad, một sự thay đổi lớn quan trọng so với MacBook Pro 2016. Kết hợp với bàn phím phẳng, một thiết kế hiện nay chỉ được tìm thấy trong MacBook 12 inch cũng như MacBook Pro 13 inch và 15 inch. Nó không tạo cảm giác gõ như bàn phím kiểu Mac cũ và gờ ngón tay định vị một cách thoải mái. Một bàn phím siêu phẳng như thế này có ý nghĩa đối với một máy tính sách tay 12 inch siêu mỏng, nhưng trên Pro 15 inch thì không cần thiết phải tối ưu như vậy. Một bàn phím gồ tạo cảm giác gõ sẽ vẫn tích hợp hơn. Và ngoài ra thì nó có một cổng đầu ra cho mọi kết nối. Qua 3 đời MacBook 12, 2 đời MacBook Pro của Apple và một số dòng laptop của các hãng Acer, HP, dường như nó đang dần thay đổi thói quen của người dùng. Chuẩn kết nối USB-C có kích thước nhỏ hơn, tốc độ chuyển dữ liệu cao hơn, dễ dàng kết nối nhờ jack cắm có thể xoay được, có thể xử lý nhiều dữ liệu kết nối khác nhau. Vì thế mà nó trở thành chuẩn kết nối dữ liệu lý tưởng trên các thiết bị di động. Và không khó khi trên MacBook Pro 15 inch 2017 hiện diện tới 4 cổng USB Type-C chia đều nằm bên hai máy. Tuy nhiên có một điều thực tế, không ít người dùng hoan nghênh laptop mà chỉ có mỗi cổng kết nối là USB Type-C. Nếu anh em muốn kết nối trực tiếp với laptop với thẻ USB, máy chiếu, mạng LAN có dây sẽ là một điều không vui một chút nào. Hoặc là quên đi việc đó, hoặc là sẽ phải bỏ thêm tiền để mua thêm các bộ truyền đổi của Apple cung cấp riêng. Tiếp theo là về âm thanh.
anh em sẽ được thưởng thức những âm thanh trung thực, sống động nhất có thể trên con đường của con laptop. Loa được kết nối trực tiếp với điện năng của hệ thống, cho phép khuếch đại đỉnh cao hơn. MacBook Pro chắc hẳn là sự lựa chọn hoàn hảo, chỉnh sửa video hoặc thưởng thức âm nhạc và những bộ phim bóng tấn. MacBook Pro 15 inch 2017, mã MVTL2 là chiếc máy tính xách tay lớn nhất và mạnh nhất. Vậy là tôi đã cùng anh em đánh giá xong chi tiết về con MacBook Pro 15 inch 2017. Vậy thì hẹn anh em vào những clip sau. À mà quên thì các anh em nhớ ấn like, share và ủng hộ cho chúng tôi có nhiều thêm động lực ra video nhé. Xin chào!